Đây là điều đột đỏ, còn điều này là điều xanh không, điều xanh rồi Nói chung ông hát trồng chính. á, nếu mà trồng á thì lấy cái hàng này trồng ngon hơn. Dạ cái hàng này. Hàng này tại vì nó ra có hai đợt luôn. Dạ Như cái tỉ giờ nó ra đợt có bông mà, cái xong rồi nó ra thêm đợt nữa. Còn cái dạ hàng quỷ này là ra một đợt một. một đợt một Trúng hả? là trúng một đợt, hết hết hàng ba một đợt luôn. À Còn hàng này nó đi tới hai đợt. dạ một năm nó cho ra hai đợt ha hàng Có này. hai đợt, Dạ này xong rồi cái cũng như nó ra hộp đường hộp. dạ Đường hộp có trái chính là cái lá kia chuẩn bị nó ra đợt bông là hai đợt. dạ Đi hai đợt. còn này là cho một đợt ha. Còn cái thằng này là đi một đợt mà trúng là trúng luôn, hết mặt luôn. Dạ Mà nếu mà ở nhà trồng thì trồng cái thằng này gì? dạ trong điều đột đỏ ha, điều đột đỏ kêu còn kêu là N1 ha anh. Còn như tỷ bán thì mình lấy về nó ai muốn lấy giống gì thì lấy. Dạ Còn như tỷ mình trồng đây thì mình lấy cái giống này nó chuộng, nhà máy nó chuộng. dạ Hộp nó nhỏ mà nhưng nó nhiều hơn. dạ Còn cái thằng kia hộp bự mà nhưng nó nổi thôi. dạ Nó nổi hết 70-80%. cái này ngày nào anh cũng phải tưới hả? Dạ thấy đây em thấy anh trồng trồng mít xen kẽ anh. Đây anh chỉ bán giống điều thôi ha, có giống mít không, cô bán mít gì không? Có ai mua thì là đi lấy trong nhà nhé. À mít này anh bán do giống gì anh, nhiêu cây anh? Lá bàng, Lá bàng hả? cũng có, là giống giống chi sớm Vĩnh Linh cũng có. Dạ cái đó mình tưới tự động ha. Ồ độc quá ta. Em ơi cái này nè, cái này mới có chút xíu mà nó ra bông. Ồ hay thiệt. Dạ 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 đây là trồng năm một có trái luôn nè cô anh chị, và lớn vậy mà nó ra bông hết rồi nè. Một mẫu 200 gốc năm thứ ba là từ 4 đến 5 tấn hả? Ồ ghê ta. Một mẫu dạ một mẫu 4 5 tấn mà. Dạ 4 5 tấn là trúng mùa phải mà giờ giá điều đây anh, em nghe nói ở đây có 26 27 ha anh, nay điều ở đây có 26 27 ngàn ký đúng không? Dạ chưa học có nhiều chỗ người ta nói 26 27 ngàn ký ở Bình Phước nè, có Tây Ninh là cao nhất giờ 32 nè. Dạ đúng rồi, giá chưa ổn định ha. Nhưng mà em thấy ba mấy ngàn ký cũng cũng cao phải không, hai mấy ba mấy là cao không anh? À, giá nó cao rồi. Hồi xưa em bán gì đâu có mười mấy 15 ngàn hay gì á, mà giờ hai mấy ngàn ký ngon quá trời. 20 kg mà anh nói 4 5 tấn à, cho 4 tấn đi là quy ra được nhiêu tiền ta? Nếu mà điều khác đó là mò 200 gốc đó, nếu mà 200 gốc một mẫu, 200 gốc đó là 4 tấn. 4 tấn. Khác đó, còn nếu Dạ. mà trúng là từ 5 tấn thôi đó. Dạ. Tại vì cái từ cái dùng bù đăng đó lên đó là cái giá đó, còn mình ở dưới đây là cỡ 4 tấn. Dạ. Cái dùng đồ bù đăng trở lên là đất nó đỏ phải không? Đất đỏ, cái Dạ. dùng đất đỏ là lúc nào nó ra nó sai nó tốt, nó không có Dạ. mùa. Chứ nó đi sớm hơn ở đây. Dạ. Nó đi sớm là nó đỡ dính mưa, đỡ dính sương muối nữa. Dạ. Nó mà nó đang ra bông mà nó dính mưa là nó khô hết anh. Phải xịt thuốc diễn đông lắm nhiều quá. Dạ. Tại vì nó tỉnh năm nay không có mưa thì trúng là chắc trúng. Dạ, chú à, năm nay trúng á. Mà giờ cũng chưa mưa, giờ mà mưa cái là Nó hư hết à. Coi để em tính coi 4 tấn mà cho ký 20 ngàn. Vậy 4 tấn ra được nhiêu tiền ta? tấn một tấn mà tấn ký 20 thì tấn 20 triệu. Tấn 20 triệu. Mà 4 tấn 4 tấn 4 2 8 80 triệu hả anh? thì Rồi ghê ta.
mà nó nhẹ hơn cao su nhiều ha. Dạ nó thu hoạch lẹ lắm. Dạ dạ cao su là phải 9 tháng. Dạ 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 đúng rồi anh, đúng rồi xưa. Dạ dạ cây có nha. Dạ để có gì em cho cái số của cái anh kia cái rồi ảnh ảnh điện anh đặt hàng cho anh với anh ha. Dạ rồi thôi vậy em cảm ơn Nghĩa em về ha. Dạ có khi nào có bà con ai về nói đặt hàng hay gì cái em ra em điện anh ha, em ra đây ha, nhà em gần đây nè, bữa em có đi ngang đây rồi em nói với anh kia rồi ảnh muốn 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 liên hệ trực tiếp với anh đặt mua á. À, để chút nữa về em cho cái anh điện liền à. Ảnh xin mấy bữa nay rồi mà không có ra được, bữa nay mới ra được nè. À dạ em sắp đó hả. Dạ đây là điều đọt đỏ em, điều đỏ hắt N1, còn cái này đều đọt xanh. Ngày bữa nay thì chúng tôi có đi ngay cái chỗ vựa điều của anh Nghĩa nè. Chút nữa chúng tôi có để cái số điện thoại trên cái video. Cô bác anh chị nào muốn mua điều đây thì cô bác anh chị liên hệ cũng như hỏi là cái giống nào tốt ha. Thường thì như anh Nghĩa nói là giống giống điều điều đọt đỏ tốt. Bây giờ mới mới trồng lên được khúc mà nó ra bông luôn à cô bác anh chị. Quá lẻ luôn cô bác anh chị. Đó, bây giờ thì cũng 6 giờ mấy rồi. Quá trời điều ở đây luôn. Cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi ha. Kính chào và hẹn gặp lại. Kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay ngày 2 tháng 3 2021, chúng tôi là tiếp tục chia sẻ giá điều cho cô bác anh chị và các bạn. Đầu tiên thì chúng tôi cũng chia sẻ niềm vui giá điều đã tăng lên. Và ở Tây Ninh bây giờ đó giá điều là 32.000 đồng trên 1 kg cô bác anh chị. Như vậy ở Tây Ninh là có giá điều cao hơn những nơi còn lại ha. Và cũng có những chỗ bà con chia sẻ là từ giá từ 30.000 đồng đã lên được 32.000 đồng. Và cụ thể ở đây thì có những nơi như là Đồng Tâm hôm nay là giá là 27.000 đồng trên 1 kg, Đồng Tiến là 26.000 đồng trên 1 kg, Bù Đăng là 28.000 đồng trên 1 kg, Lộc Ninh thì có 25.000 đồng trên 1 kg thôi nha cô bác anh chị. Bù Đăng thì 28.000 đồng trên 1 kg. Hớn Quản, Huột, Bình Long, Bình Phước là 26.000 đồng trên 1 kg. Có chỗ thì bà con chia sẻ ở Lộc Ninh thì chỉ có 24.000 đồng trên 1 kg. Đồng Xoài thì 28.000 đồng trên 1 kg nha cô bác anh chị. Đất Nhau là 28.000 đồng trên 1 kg, Đồng Tâm thì 27.500 đồng trên 1 kg, Thống Nhất Bù Đăng là 27.500 đồng trên 1 kg. Thì Lộc Ninh thì có chỗ bà con bán được 24.000 đồng trên 1 kg, có chỗ bà con bán được 25.000 đồng trên 1 kg, trên lệch với nhau là 1.000 đồng, cùng một huyện nha cô bác chị. Bù Đăng thì 28.200 đồng trên 1 kg.
Đồng tâm Bình Phước thì có chỗ 27.000 đồng trên một ký và có chỗ 27.500 đồng trên một ký nha cô bác anh chị. Ở Đức Liễu Bù Đăng thì 28.000 đồng trên một ký nha cô bác anh chị. Còn ở Phú Riềng thì có chỗ là 26.500 đồng trên một ký. Và Bù Na là 27.500 đồng trên một ký. Đất nhau thì 28.000 đồng trên một ký. Thọ Sơn là 28.000 đồng trên một ký. Và hiện giờ thì cách đây khoảng 23 giờ thì ở Đức Liễu Bù Đăng thì đã có mưa nè. Phước Bình cũng đang bắt đầu mưa. Và chúng tôi cũng chia sẻ luôn cho cô bác anh chị một số nơi ở Tây Nguyên thì có giá điều là 25.000 đồng trên một ký. Và có cô bác anh chị ở Đắk Lắk hỏi giá điều như thế nào thì chúng tôi cũng chia sẻ luôn như chia sẻ của anh Quang. Thì hiện tại ở Tây Nguyên thì giá là 25.000 đồng trên một ký nha. Và có bà cao con nào cụ thể có điều ở Đắk Lắk và bà con bán được thì bà con chia sẻ cho anh chị có tên là Minh Triệu cho biết giá ở Đắk Lắk hen của bác chị. Hiện tại thì chúng tôi chưa có giá cụ thể ở Đắk Lắk. Và hôm nay thì Bình Thắng Bù Gia Mập có mưa nhưng cô bác anh chị. Như vậy là cũng có một số nơi ngày hôm nay hồi sáng này thì dự báo thời tiết thì mà có khoảng trên 55% là mưa và có một số nơi đã mưa. Như vậy mưa trong thời điểm này mà điều mà nó đang ra bông chưa đậu trái thì nó rất là ảnh hưởng đến đến sản lượng nha cô bác anh chị. Những cái cơn mưa mà bị những cái bông điều mà bị hắm mưa là nó sẽ bị hư hết, bị khô. Bởi vậy cô bác anh chị phải cố gắng xịt thuốc cho những cái xịt thuốc dưỡng bông dưỡng trái cho những cái cây điều mà nó đang ra bông nha cô bác anh chị. Nếu mà không xịt thì mưa xuống là nó khô bông hết. Và có nhiều bà con thì do không có mưa nên bà con tưới luôn cho điều của mình như vậy. Cũng như cao su đó cô bác anh chị, thì cô bác anh chị nếu có điều kiện thì tưới cho cao su và cho điều thì cái thời gian thu hoạch của nó sẽ cho ra sớm hơn cũng như là năng suất sẽ cao hơn. Cao su thì sẽ cạo mủ được quanh năm nếu mà cô bác anh chị thường xuyên tưới 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 cho nó vào cái thời điểm mà mùa khô. Trái ngược với ngành điều thì ngành cao su thì đang trong mưa. Riêng ngành cao su, ngành điều thì mưa giai đoạn này, nhất là giai đoạn mà điều nó đang ra bông để chuẩn bị đậu trái đó, thì mưa bị ướt những cơn mưa nó sẽ bị khô, nó thì sẽ bị khô và hư bông hết. Rồi như vậy ngày hôm nay thì chúng tôi đã chia sẻ xong giá điều tươi cho cô bác anh chị. Cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.